Paru xin chào các bạn. Mình với Dustin đang ở xã Bình Tân, Gò Công Tây của Tiền Giang. Ngày hôm qua đi theo mấy anh em Trường Giang sang Bắc đi đào rắn với bắt ếch. Tối nay mấy anh em ngủ ở nhà nghỉ Ngọc Lan rồi sáng nay chuẩn bị đi qua bên Cù Lao để câu. Đi đến đây xe Dustin nó biểu tình, bể bánh trước và đang thay ruột. Chào buổi sáng. Rồi mấy anh em bắt đầu câu ở đây bạn. Đây là Cù Lao Tân Phú Đông của Gò Công của này là thuộc Gò Công Tây luôn hả? Cái đây là Cù Lao, này là một cái huyện riêng. À Cù Lao là huyện của tỉnh Tiền Giang bạn. Thì Chí đang phát lương thực. Hello mọi người. Phát lương thực cho cá. Tôm lùm. Phát lương thực. Thì mua xin giới thiệu luôn, ở đây có bạn Hưng là chủ của kênh Gò Công TV. Mấy bạn nào thích câu cá mà có liên hệ muốn xuống Gò Công câu cá thì liên hệ với bạn Hưng. Gò Công TV. Rồi, em tin. Em Luân. Luân. Chào Luân. Nha Trang vô tới đây câu sao á? Đã con. Con mình tên Thuận. Thuận, chào anh Thuận. Vậy là xa hơn nữa hả? Tưởng Nha Trang xa chứ Thị Điển là quá xa rồi. Nó bên Thị Điển lận. Ở kia là chú Bảy, ba của Chí, chú xuống xả cờ thả cần rồi. Chú nhanh gọn lẹ. Trên Cù Lao này thì có một cái con kênh chạy dọc theo hết Cù Lao bạn. Kênh này bạn nó cũng khoảng 1m7 nước trở lên. Thì tại mùa này rất là khô, bao nhiêu cá đổ rút xuống đây hết à. Như bên Gò Công Tây mình đi hôm qua là mấy con kênh, mấy con sông nữa cạn nước không, trơ đáy ra luôn á. Mà chỗ này lại còn nước, hy vọng anh em mình có thu hoạch ha. Nãy giờ thấy chú Bảy giật rất là nhiều mà không biết cá gì đằng kia. Còn mình cá kéo lúc phao. Ô. Không để ý bạn ơi. Rồi chuẩn bị thêm cần nữa, kéo lúc phao mất. Nhỏ quá. Tin giật cần nhưng mà chưa có. Mình thả xuống là nó rỉa mà không biết cá gì. Nice tiny little, what is it, cá rô? Trời ơi, cá rô nè. Nhỏ. Dài. Thả luôn bạn ơi. Một con cá rô nữa bạn ơi. Hai ngón tay à. Con gì đây? Ô, con nè. Little bit bigger. Yeah. Is that worth keeping? Yeah. Kiếm thêm con nữa bạn.
Đây cá sâu nó ăn kỳ mà. Đi từ từ trầm 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 xuống. Nó không kéo chạy phao luôn. Ôi! Dustin giật sấy con cá rô bự. Sấy. Dở lên khỏi mặt nước rất. Rồi Chí giật cá mề nữa kìa. Chắc mình phải lủi qua cái chỗ nào rậm rậm. Chỗ này trống có cá không dính. Chỉ kiếm bộ cỏ thôi. Mình phải kiếm chỗ nào rậm rạp nè. Trống quá cá nhỏ. À. Cỡ đó được giật được sướng tay. Ừ. Sâu chứ bộ. Còn nước nhiều. Mấy cái rồi đổ một cái máy. Ồ. Em hốt mốt thì cũng ngon rồi đúng không? Đây là nồi hầm sả nè. Đó. Chắc dùng cho bá luôn không? Anh Phương nấu cháo nữa các bạn. Cá. Mình với Dustin đang về bệnh bệnh Tân Phú Long. Thua rồi, câu được có mấy con cá rô. Ở đây có tiệm giang ra bỏ vô rồi bắt cá nào mới nó cũ rồi chưa hết tụi quăng giục vô quên quên coi coi con nào ốm rồi con cũ mà. Như nó có hai màu khác nhau phải. Còn dạ. Trong lu nó vàng. Giờ nó quẩn kiểu đó biết thả vô. Ớt xong, hai bát được ớt. Phương chặt dừa để nấu gà hầm sả. Đây ngoài đây có một đám rau đắng đất nữa bạn. Hái vô một chút anh em bỏ vô cháo ăn cho ngon. Đây bà con trồng ớt nhưng mình thấy cỏ nó lên nhiều hơn ớt nữa. Khô quá, hết nước ta tưới rồi. Hái đại vô trồng lại. Đây có chỗ anh em nướng chắc thức nướng thường luôn nữa. Đây, còn lúa nên anh em có rơm để nướng nè. Cá lóc nướng rơm hết sảy. Just right here.
mà Dustin được ăn cá lóc nướng chui chính hiệu. Anh Hiền đang khui hàng rồi anh. À, cá nướng rơm thì đã lắm, thịt nó ngọt. Đây là đồng đàng hoàng chứ không phải như ta nuôi nha. Hủi chê. Con cá lóc đồng mình nướng cái mình cạo ra nó không có mỡ nhỉ. Dạ nó không có bung. Còn cá nuôi một cái rồi thua luôn. Ăn không có ngon lành gì đó, nhịp xèo à. Cái cực tuyệt vời không? Vậy là đúng rồi, bản là miền Tây, dân miền Tây ăn vậy thôi. Mới nói hả? Sốt là gì chứ đứng nguyên gì? Không khủng không đứng nguyên sao ăn? Ờ vậy. Trời ơi. Phương ơi là Phương. Gà đá làm xả có nước còn sống. Nhà anh Phương có cái hồ cá để thả cá câu được với bắt được. Đây mình thấy có cá mè nè, rù phi, cá rô đồng, này cá sặc, cá thác lát nữa, thác lát cơm á bạn, các bạn thấy thác lát trắng với cá thác lát cơm. Thác lát cơm là cái con cá nàng hai á, cái con này cá su quả tiễn, cá sấu quả tiễn các bạn. Mấy món ngon mấy anh em miền Tây nãy đãi Dustin các bạn. À, gà hầm sả, nước dừa, cháo cá lóc đồng với cá rô phi kìa, cá lóc nướng chui, cháo cá lóc là ăn với rau đắng đất nè đúng các bạn, đúng bài luôn đó. Cháo bi hết ngon. Rượu. Yeah. Because of cháo and chicken, chicken cooked with lemon rice. Oh, uống rượu ngon. Uống rượu. Uống rượu. Chai à. Họ nó đem tới à. Tại sao nó không theo anh vậy? Rượu cũng được á. Dạ. À. Hôm nay mấy bữa nay đi nóng rồi. Thì cá lóc ở đây mình ăn cùng nha. Nấu cháo vô. À, ok. Cháo vô đi dạ có hai em gì được không được
Đó, coi mấy này đúng rồi. Miếng cháo nữa. Miếng chi không? Chín rồi đó. Nó xuống thôi, nó mới giòn mà chín quá thì nó mềm. Vô đi, vô đi. Ra được. Yeah, you're a little bit.
Ngon không? Thì, ngày hôm nay là về miền Tây rồi, còn cũng là miền Tây mà bây giờ ấp bộ quế sắp Bình Ninh. So like coming back to the miền Tây. Nó miền Tây nó nhiều. Bây giờ mình kết thúc là bữa nào hẹn gặp lại. Dạ đúng, hẹn gặp lại. Ok. Cha mẹ qua là phải chờ xuống đây. Ok, không sao, không sao. Gặp lắm à? Dạ, dạ. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lắm. Mà không cho mượn nhỏ hơi buồn. Rồi tới đây cũng phải chào hết anh em ở miền Tây, cũng chào luôn mấy bạn chủ nhà là anh Phương, rồi anh Hiền, có em Trương Tổng nhiệt tình.